Cái gì? Cái này con mua cho Ken mà chú. Đừng nghĩ là có tiền á là muốn mua cái gì thì mua, để mà lấy lòng người khác hả? Tính ép buộc thằng Ken để mà gây áp lực cho mẹ nó phải không? Dạ không có ý đó. Không có ý đó hả? Tôi thừa biết thủ đoạn của mấy người mà. Tính bắt thằng Ken về nuôi chứ gì? Xin lỗi à, nó là cháu ngoại của tôi. Muốn bắt nó hả? Phải bước qua xác của tôi. Dạ chú, con có ý đó chú ơi. Thật ra là con chỉ mua đồ chơi cho Ken thôi, chứ con không có ý giành giật gì hết chú ơi. Thôi mà, đừng có giả nhân giả nghĩa nữa. Mà tôi không hiểu là con gái tôi kiếp trước nó mắc nợ cậu cái gì mà bây giờ nó phải chịu đủ điều tai tiếng nhục nhã khi phải nuôi một đứa con. Bây giờ nữa, nó phải chịu sự hành hạ của mẹ cậu nữa. Từ nay thằng Ken nó không có ba. Chú gặp hàng Ken đi chú. Chú ơi, con nghe nè mẹ. Con đang ở đâu? Sao chưa về nữa? Con đang ở dưới quê hả? Cái gì? Con làm cái gì dưới đó mà giờ này chưa chịu về? Con nhỏ đó níu kéo con, không cho con về đúng không? Mẹ con lớn rồi, không cần ai phải cho phép hết á. Không còn chuyện gì nữa, con cúp máy đây. Nè, chừng nào thì con mới về? Chừng nào cô ấy đồng ý về cho con mới về. Nó không có về nữa đâu. Con đừng có bám theo nó nữa, đừng có tự làm mất mặt mình. Mẹ tìm đủ mọi cách đối phó của Hà, thì mẹ phải biết được phản ứng của con như thế nào chứ. Nó mét với con đó hả? Không chuyện gì nữa, con cúp máy nha. Tại sao lúc nào con cũng chống đối mẹ vậy hả? Bộ con không cãi lời mẹ con không chịu nổi hay sao? Cãi lời. Một tiếng là mẹ nói con cãi lời. Từ nhỏ tới lớn con đều sống theo kỳ vọng của ba mẹ. Gia đình muốn học kinh tế, con học kinh tế. Gia đình muốn tiếp quản công ty, con đã tiếp quản công ty rồi. Bây giờ hạnh phúc của con, ba mẹ cũng nhúng vô là sao? Ba mẹ cũng quyết định thay con là sao? Mẹ lúc nào cũng nói với con, lúc nào mẹ muốn tốt cho con. Nhưng mẹ nghĩ là đi, mẹ muốn tốt cho con hay tốt cho gia đình của mình? Con Quang, em có biết là mình đang nói gì với mẹ không hả? Mẹ thương em, lo lắng cho em mới nói như vậy. Tại sao lại ăn nói như vậy với mẹ chứ? Chẳng lẽ bây giờ gia đình không quan trọng với em bằng cô ta hay sao hả Quang? Lại là gia đình. Một tiếng gia đình, hai tiếng gia đình. Có gia đình là hạnh phúc, để cho một người phải khổ không hả chị? Hả? Quang, nó cúp máy luôn rồi mẹ. Trời ơi, tức quá mà. Con nghe thấy chưa? Nó nói là mẹ không thương nó. Trời ơi, mẹ mang nặng đẻ đau, mẹ lo cho nó từng miếng ăn giấc ngủ. Vậy mà bây giờ nó nói là mẹ không thương nó kìa, con thấy chưa? Mẹ bớt nóng giận đi. Chắc là cô ta tác động gì tới nó đó. Chứ Quang hồi nào tới giờ đâu có bao giờ mà gây gắt hay là nói chuyện chống đối với mẹ như vậy đâu. Con nhỏ này mày dám mét với thằng Quang, đúng là cái thứ hồ ly tinh mà. Cũng tại vì nó mà thằng Quang mới không coi gia đình mình ra gì hết. Chắc là bây giờ nó đang hài lòng hả dạ lắm. Mẹ đã quá coi thường nó rồi. Được, mẹ sẽ không để cho nó toại nguyện đâu. Vắng như cái chùa Bà Đanh, tới giờ cơm cũng không ai chịu về ăn. Ăn uống cũng không thấy ngon lành gì hết. Thì cũng tại mẹ thôi chứ sao. Mẹ cứ ép người khác làm những cái chuyện người ta không thích, còn mấy cái chuyện người ta thích đó thì mẹ không cho làm. Con nói vậy làm sao? Quang là người tài giỏi, cho nên mẹ kỳ vọng là chuyện dễ hiểu thôi em. Mấy đứa sinh ra có điều kiện, không có biết quý trọng sự nâng đỡ của cha mẹ gì hết. Nhiều người muốn như mấy đứa mà không được đó. Ủa, mẹ sao vậy? Mẹ không có tâm trạng để ăn đâu. Mấy đứa cứ ăn đi. Cũng tại em hết á. Thì em cũng đâu có nói gì sai đâu. Chị Hai không thấy ở suốt ngày mẹ cứ ép hết người này đến người khác. Rồi đến bữa ăn á thì mẹ cứ kiếm chuyện để mà càm ràm này nọ hoài à. Em làm như ai cũng vô tư giống như em vậy đó hả? Cơm đi em.
úp cơm đi. Mọi chuyện ổn không? Anh có thuyết phục được chị Hà không? Rồi khi nào anh về, rồi anh ở đó có ai chăm sóc cho anh không? Anh có mệt không vậy? Có lạnh không? Hỏi từ từ thôi, làm gì hỏi bục lèo vậy? Mệt quá à, thì người ta lo cho anh, người ta mới hỏi anh như vậy chứ bộ. Được rồi, anh biết rồi. Anh đang chờ gặp mẹ con Hà, chưa hợp được anh mới về. Mà nhà ổn không? Thì anh cũng biết rồi đó, khi nào anh về thì mọi chuyện nó mới yên ổn được chứ. Mà nè, khi nào anh về vậy thiệt luôn á, ở đây em lo quá à. Rồi anh ở đó, anh ngủ ở đâu? Đừng có nói với em là anh ngủ luôn ở trên xe đó nha. Biết sao giờ, anh mà bỏ đi một cái sợ Hà về Hà không thấy anh. Mà biết đâu á, nhờ vậy mà Hà thấy được anh trưởng thành, chứ Hà sẽ suy nghĩ lại. Rồi sợ thầy đi cho mẹ thật. Mẹ Hoàng Quang đúng không? Chừng nào thì con mới chịu về hả? Có nhà không ở, đi ngủ tạm bợ vậy làm sao? Hai đứa con đó không biết là bị con Hà dụ dỗ làm sao mà đầu óc mê muội hết trơn à. Thì mọi chuyện cũng tại mẹ nó mới ra nông nổi này chú bộ. Tự nhiên khi không mẹ cấm đoán ảnh làm gì con. Trời đất ơi, thiệt tình con với cái nuôi nấng nó tới chừng này rồi, bây giờ một hai là bên người dân không à. Vì phía sau cơn mưa cầu vồng sẽ tới, ngày tháng trôi đi nhanh muộn phiền ta sẽ rồi vơi.